sinh sống tại thôn 4, xã Gia Đom, huyện Gia Đờ Rai, đến nay tròn 15 năm. Anh Nguyễn Xuân Tiến, 37 tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi, phát triển kinh tế. Ngoài công việc là công nhân cạo mủ cao su của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 78, anh Tiến còn tăng gia sản xuất để gia đình có thêm thu nhập. Hiện nay, cùng với mô hình bò vỗ béo, anh Tiến tận dụng diện tích đất trống của nhà để chăn nuôi hươu sao, lấy nhung. Anh là hộ đầu tiên của xã Gia Đom triển khai chăn nuôi mô hình này. 4 năm trước, từ 4 con giống ban đầu, nay gia đình anh đã phát triển đàn lên 15 con. Trong đó, 4 con hiện đã cho thu hoạch, nhưng mỗi năm từ 60 đến 80 triệu đồng. Anh Tiến cho biết, khí hậu khô, nóng ở huyện Gia Đờ Rai tương đối phù hợp để chăn nuôi hươu sao. Chuồng nuôi tuy không đòi hỏi cầu kỳ, nhưng cũng cần xây dựng kiên cố và chú ý một vài điểm cơ bản như về ánh sáng, hướng gió, nhiệt độ. Theo anh Tiến, hướng chuồng tốt nhất là hướng đông nam hoặc hướng nam nhằm đảm bảo cường độ ánh sáng phù hợp, không có sự chênh lệch quá lớn giữa ngày và đêm. Chuồng cần thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Như hộ anh Tiến, để thêm chắc chắn, anh đã gia cố chuồng bằng cột sắt đóng gỗ và bao lưới thép xung quanh. Tổng mức đầu tư xây dựng 10 chuồng nuôi khoảng 60 triệu đồng. Kinh nghiệm của anh Tiến là nuôi hươu sao ở khu riêng biệt, không nuôi chung với các loại gia súc, gia cầm khác để tránh mầm bệnh lây lan. Hươu là động vật hoang dã, nên về thức ăn thì không kém chọn. Các loại cỏ voi, lá mít, lá cây trứng cá, lá sung, hươu đều ăn được. Anh Tiến cho biết, hươu ít khi bị bệnh nên việc chăm sóc cũng không vất vả cho người nuôi. Chủ yếu cần chú ý khâu cho ăn để hươu không bị các bệnh về tiêu hóa. Bệnh tình của con hươu này nó là thích ăn những cái cây lá cỏ non. Nên là mình cũng phải cắt những cây lá cỏ non, nhưng mà đặc biệt là phải để khô ráo, không để ướt. Để sinh ra nó mà ăn ướt thì nó rất dễ bị đau bụng, đầy hơi, khó tiêu. Hai là cái dòng này là nó thuộc là dòng động vật hoang dã nên là nó thường ăn kiếm ăn vào ban đêm, nên là thức ăn của mình thì mình chủ yếu là ăn về đêm là nhiều. Thì nó cũng là động vật rất ăn tạp đó. Nói chung là ba cái cỏ tự nhiên, cỏ gì nó cũng ăn, nhưng mà chủ yếu là mình trồng cỏ voi với cỏ xả Mombasa đi để mình tận dụng được cái thời gian mình thì cắt cho nó nhanh đấy, và các lá mít, lá sung mình trồng quanh nhà đây. Theo kinh nghiệm nuôi hươu của anh Tiến, hươu cái 18 tháng tuổi bắt đầu sinh sản. Lúc này có thể cho hươu phối giống, nếu đạt 7 tháng sau sẽ có con non. Mỗi năm hươu cái đẻ một lần một con. Hiện một cặp hươu giống cả đực cả cái, anh Tiến đang bán với giá từ 22 đến 25 triệu đồng. Đối với hươu đực, năm thứ hai đã có thể cho nhung. Lộc nhung bắt đầu mọc vào mùa xuân, từ khi nhung mọc đến khi cắt khoảng 55 ngày. Mỗi năm, một con hươu trưởng thành cho nhung 2 lần. Năm đầu tiên, hươu cho nhung ít, khoảng 150 gram. Năm sau tăng lên 300 gram. Năm tiếp theo cho 500 gram. Bắt đầu từ năm thứ 6 trở đi, hươu cho nhung ổn định hơn, khoảng từ 700 đến 800 gram mỗi năm. Với hươu đực, có thể khai thác nhung trong vòng 20 năm. Nói chung là cái kỹ thuật cắt nhung thì lấy nhung thì mình bắt đầu cái con nhung mà bắt đầu từ ngày nó bật đế đến ngày mình thu hoạch là mình phải ghi cái ngày nó bật đế để mình căn được cái ngày khoảng 50 đến 55 ngày là đến cái ngày mình thu hoạch để mình nhớ được cái ngày đó để mình cắt. Chúng tôi cũng chủ yếu là cái thủ công thôi, là ông bắt 6-7 anh em, nói chung là thanh niên to khỏe đây vô bắt để trần ra rồi nói chung đảm bảo là phải giữ được hươu chắc chắn, không để cho hươu nó cựa lắc, tránh làm cho hươu bị thương và vỡ nhung. Bắt đầu nuôi hươu sao lấy nhung từ tháng 6 năm 2019, anh Vi Thanh Hà ở thôn 4, xã Gia Đom, huyện Gia Đờ Rai nhận thấy mô hình này cho hiệu quả kinh tế tương đối cao. Theo anh Hà, đối với chăn nuôi hươu sao, bên cạnh nguồn thức ăn là cây cỏ, việc bổ sung thêm bắp mì vào khẩu phần ăn giúp hươu nhanh lớn và khỏe mạnh hơn.
Nếu ngoài các cái loại cỏ ra thì chẳng hạn như mình cho ăn thêm các cái tinh bột, ví dụ như là ngô này, gọi là sắn, với lại là mình tận dụng những cái cỏ sẵn có, dây lá như xung quanh nhà, rồi là những cái vỏ hoa quả mình ăn ra thì tôi thường cho ăn như thế và nó cũng không thấy vấn đề gì, cái nó phát triển vẫn đều, nó cũng không thấy ốm yếu, nói chung là nó dễ nuôi. Theo các hộ chăn nuôi, giống heo hiện nay không khan hiếm nên bà con có thể mua từ nhiều nguồn, nhưng tốt nhất nên chọn những đơn vị uy tín để đảm bảo mua được con giống khỏe mạnh, không bệnh tật. Tôi bắt đầu nuôi thì tôi cũng qua quá trình tìm hiểu trên điện thoại, trang mạng thì cũng thấy ở bên Đắk Lắk có một ông là nuôi cũng giới thiệu. Thế là cũng tôi cũng xuống đó là đi lần mò đi theo cũng xuống đó mua. Xuống dưới Đắk Lắk. Cái giống hươu này thì lúc mình chăm sóc thì mình để ý là chẳng hạn như là nó cũng có một số bệnh, như chẳng hạn như là nó bị đầy hơi trống bụng á, giống như cũng giống như con người mình á. Thì nếu mà mình mà phát hiện được sớm á thì nói chung là mình chỉ có cách chữa nó đơn giản thôi. Nó mình lấy cái bộ kết này, cái hạt bộ kết á mình hun khói. Xong bắt đầu mình cho nó ngửi cái khói kia là nó hắt xì hơi là nó sẽ khỏi. Các hộ chăn nuôi hươu sao ở huyện Gia Rai cho biết nuôi hươu ban đầu tuy đầu tư vốn lớn về con giống nhưng sản phẩm nhung hươu dễ bán, thị trường tiêu thụ ổn định. Hiện nay giá một lạng nhung hươu khoảng 2 triệu đồng. Bản thân tôi thì thấy là con hươu này thì nuôi rất dễ, nó ăn tạp và mình nuôi số lượng nhiều cũng được, nên là không mất công chăm sóc như các động vật khác như bò, dê. Đấy, và ai là cái giá trị kinh tế của nó lại cũng rất cao. Đấy, so với các con vật khác. Nói chung là cái nhung của con đực thì mình bán là như chúng tôi đang bán cái giá ở trên thị trường bây giờ là cứ 2 triệu một lạng. Đây, còn con cái thì nó sinh sản cứ một năm một lứa. Thì bình quân mình bán giống này cũng được. Với một con cũng được, ví dụ con cái thì 10 triệu, con đực thì khoảng 15 triệu một con. Với giá trị kinh tế cao như vậy, nhiều hộ chăn nuôi mong muốn mở rộng chuồng trại để phát triển đàn. Gia đình tôi thì cũng đang rất mong muốn nhân rộng ra thêm. Rồi tới đây gia đình cũng mong muốn bên chính quyền xã, rồi huyện, rồi là tạo điều kiện để người dân bọn tôi là chăn nuôi này thì cũng được tiếp cận với số vốn, chẳng hạn là về để muốn nhân giống thêm cái giống thêm. Nhìn từ thành công bước đầu của một số hộ chăn nuôi hươu sao trên địa bàn, xã Gia Đom, huyện Gia Rai đã xây dựng kế hoạch phát triển đàn hươu từ vài chục con lên hơn vài trăm con nhằm tạo thu nhập ổn định cho người dân.